À nhá, lao đây. Tập thấy mới rồi này em ơi, chạy đâu? Chạy đâu áo? Ôi, vãi cả trưởng luôn, định bắn thằng kia lại nhảy ra thằng đồng đội luôn mọi người ạ. Kỳ vãi trưởng ra luôn. Tông xa vẫn có được thêm mạng nữa rồi. Là thanh niên kia mình nghi là khả năng cao sẽ dâng lên phía trên hết, là chuẩn bị này, chuẩn bị công này. Mình nghi lắm mày. Nào mày có dọn mày ra đây. Đây, tất cả mới rồi. Nào, thấy mới rồi này em ơi. Rồi ôi, có mà chạy đâu chứ khỏi nắng em ơi. Cho chú tắt nắng luôn. Ok nhá, vậy là đội bạn bây giờ còn đúng một thanh niên cuối thôi đúng không? Thằng này thằng cuối cùng mới đang trốn đâu nhỉ? Mình còn đúng cỡ là 50 viên đạn thực liên. À mày. Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với cả channel của mình nhá. Thì mình xin chúc cho mọi người khi mà xem clip của mình có một ngày mới thiệt là vui vẻ nhé mọi người. Và ok các bạn ạ, ở cái video này ấy, thì chúng ta vẫn sẽ tiếp tục leo danh ở trên chế độ tử chiến là như bình thường thôi. Và như thường lệ thì các bạn đều biết rằng ấy là chúng ta hay chơi theo kiểu đấy là tay không bắt giặc đúng không? Nhưng mà như mọi người thấy là ở trên màn hình chúng ta thì đây là cái trận ván đấu thứ 3 rồi. Nên là mình sẽ mua một ít lựu đạn để có thể là thẩm du trong người mọi người nhá. Thì các bạn đều biết rằng ấy, đấy cái trận thứ 3 là thằng nào cũng đã sắm được cho mình. Đấy là cái khẩu súng trường này, khẩu súng tiểu liên là siêu xịn rồi. Đấy, còn chưa kể là chúng nó còn dẫn trước mình gọi là hai trận thắng liên tiếp nữa. Thế nên là chúng nó sẽ có một đống tiền gọi là mua những trang bị như kiểu là giáp với mũ chẳng hạn này. Đấy, nên là các bạn nếu mà không cho mình mua lựu đạn ấy, thì mình chỉ có hai chữ đấy là tờ hoang tang đấy các bạn ạ. Đấy, thì bây giờ chúng ta sẽ dùng lựu để câu ở phía trên nhá. Thằng này mày chạy đâu à, vãi trưởng mẹ nha mày, mày được lắm em ạ. Mày nó biết mình câu lựu cái nó dựng quả bóng keo phía trên. Dựng nữa đi. Giời ơi, ông lòi ra cái khe hở là coi như ông toang rồi ông ạ. À còn một thằng nữa đang cứu nhau đúng không? Đang cứu nhau đúng không? Đây rồi, thế bây giờ rồi. Thì tấm tay vô đây một thằng này. Một bé nữa. Một bé nữa này. Mày chạy đi đâu em ơi? Trời ơi. Ôi sao ông lại cúi xuống, gọi là quỳ xuống thế này. Đúng kiểu kính lão đắc thọ luôn à. À hay lắm bạn ạ. Ok nhá. Quá là easy luôn, hai mạng gục bằng tay không. Đấy, em thấy chết không? Sao? Đấy, thế là không cần phải mua súng, chỉ cần mua hai quả lựu là chúng ta có tận hai khẩu tiểu liên. Đấy là khẩu 1.5 này, với cái khẩu súng tiểu liên vector rồi anh bạn. Quá là ngon luôn. Ê, thằng nào có lựu đấy? Mày có lựu ạ? Dụng keo luôn. Càng thế nhỉ. Quả đấy mình không để ý cái là vỡ mồm cho sồn luôn đấy các bạn. Ông kia thấy lựu mà cứ đứng yên một chỗ rồi tôi cũng đến đảo này luôn đấy. À, từ từ, mình nghĩ là khả năng cao sau quả ông keo có người anh bạn. À, bắn mày bắn đây mày bắn này rồi. Ôi ok đốc luôn rồi nhá. Ông chạy thế quá là được. Chạy đâu mà đáng bạn ơi, bò xuống để cho thanh niên khác cứu đúng không? Nhưng mà không có chuyện đấy đâu. Tôi một khi tôi đã ở đây thì ông có mà chạy đằng trời. Ok, vậy là như mọi người thì thấy là trên cái bản đấu thứ 3 này là chúng ta chỉ có duy nhất một thanh niên trên bản đồ thôi. Xử nó thanh niên cuối trên bản đồ này là chúng ta đã có thể là chiến thắng rồi. Chiến thắng trong cái bản đấu đầu tiên rồi. Buồn máu này. Ok, được rồi, bây chúng ta sẽ nhảy xuống phía dưới nhá. Mình nghĩ là khả năng cao thằng này. À, mày đâu rồi? Mày cũng nhảy à? Mày cũng nhảy này em ơi. Đú đẩn này, tí tuổi cũng đú đẩn. Vớ và vớ vẩn. Đú với tầm mà được à. Ui, tí nữa cướp được cái khẩu tiểu liên 1.10 thằng này. Cày thế nhỉ. Đẹp đấy biết nữa. Không sao. Nếu mà trận này không mua được thì chúng ta sẽ sang trận sau là mua tiểu liên 1.10 mọi người nhá. Đó. Bên này chúng ta sẽ có ít lựu đạn với cả một ít nấm này. Quá là ngon luôn. Ô mà thấy quá rồi em ơi. Em để ý không? Team mình đã có 4 thằng thì 3 thằng vẫn chơi được, còn một thằng bị AFK kìa, phát cả đái luôn. Chơi gì bực kỳ vậy? Ông kia bị mất một mạng wifi kìa. Không biết là do bố mẹ ganh hay là như thế nào nữa, kiểu mẹ thằng danh con này, mẹ thi đến đít rồi mà không học. Thế là thôi xong, tất bạn luôn em ạ. Ok nhá, vậy là đội mình đang có một thanh niên gọi là bị nốc rồi em ạ. Thì thanh niên nữa đây, nốc đi, đấy đúng rồi. đúng rồi, bây giờ team còn mỗi mình thôi mọi người ạ. Nào, từ từ, bây giờ thằng này nó dâng lên cái là mình sụp cho nó. Không chịu phát nào luôn này, mày ra đây. Đây, nằm. Mày ra đây nào. Em ơi, ok một thiên nhá. Ui đau bạn ơi. Hai thằng nữa cơ à? Căng thế nhỉ? Đội bạn cũng nguyên 4 thằng. Thì cứu nhau, ai cho mà cứu nhau bạn ơi? Bạn đi cứu nhau á. Ai cho? Đúng rồi. Chạy vào trong nhà đi. Chạy vào trong nhà hay chạy ra phía bên ngoài đi. Nào. À đây, à bỏ lại. Ui căng nghe. Anh em bình tĩnh nào. Em mới xử được một thằng của đội anh thôi. Đội anh xử 3 thằng của đội em rồi, chơi gì mà kỳ thế? Đâu chơi cả lựu đạn nữa thế mà chơi được. Từ. Nào, mấy ông đâu rồi? Mấy ông giỏi, mấy ông lên đây đi, tôi đang chờ mấy ông trên này. Bên dưới này. Đấy. Đấy, bây giờ rồi vãi cả chiếu luôn. Mẹ. Con này nhanh tay thế nhỉ? Thằng này chắc là nó cũng để ý mình rồi đấy. Hay lắm em ạ. Từ. Chờ nhá. Chờ thời cơ rồi em ạ. Đấy, bắt đầu. Chờ nhá. Lao đây. Tập thấy bây giờ này em ơi, chạy đâu? Chạy đâu áo? Ô, vãi cả chiếu luôn, định bắn thằng kia lại nhảy ra thằng đồng đội luôn mọi người ạ. Kỳ vãi trưởng ra luôn. Tông xa vẫn có được thêm mạng nữa rồi. Là thanh niên kia mình nghi là khả năng cao sẽ dâng lên phía trên hết, là chuẩn bị này, chuẩn bị công này. Mình nghi lắm mày. Nào mày có dọn mày ra đây. Đấy, tất cả mới rồi. Nào, thấy mới rồi này, em ơi. Rồi ôi, có mà chạy đâu chứ khỏi nắng em ơi. Cho chú tắt nắng luôn. Ok nhá, vậy là đội bạn bây giờ còn đúng một thanh niên cuối thôi đúng không? Thằng này thằng cuối cùng mới đang trốn đâu nhỉ? Mình còn đúng
cỡ là 50 viên đạn thủy liên. À mày rồi em ơi, ui rồi đen thế nhỉ, mút thế mà không vào đầu thôi, mẹ phải cái đái luôn. Từ từ đây, bây để yên tôi lấy cái băng đạn thủy liên này đã này. Ok nhá, nhảy xuống dưới luôn, dựng keo luôn này, dựng luôn đấy. Biết ngay mà đi làm gì đấy bạn ơi. Nào, à chơi lưu à, chơi lưu với chúng tôi này. Giời ơi, ông ở cái ván này mà ông không vuông keo thì ông toàn chắc rồi ông ạ, ông sống đến quái đâu được. Ok các bạn nhá, vậy là chúng ta đang cố gắng là lật lại cái kèo này em ạ. Mặc dù là đội bạn đang dẫn trước là 3 điểm rồi, đội mình chỉ có 2 điểm thôi, nhưng không sao, phải cố gắng là chiến thắng thêm trận này nữa. Và đấy là thêm một trận nữa là chúng ta sẽ là cái bàn đấu quyết định luôn mọi người ạ. Ok, bây giờ mình sẽ sử dụng cái bộ nâng giáp luôn này. Đấy, vui vãi trưởng luôn. Giờ không phải là một thằng mất mạng nữa mà tận 2 thằng mất mạng luôn mọi người ạ. Thế này ai mà chơi được, mấy ông chơi kỳ vậy. Nào ra lấy ấy đi, ra đây đấm đi. Ô, ông kia ông vẫn mất mạng mà ông vẫn lấy ra, vẫn chạy ra được kìa. Kỳ vãi trưởng luôn đấy bạn, không hiểu kiểu gì luôn đấy. Hay là do mạng của mình lag nhỉ, khổ lắm cơ. Các bạn là cái mạng của tôi là mạng miền núi Tây Nguyên này bạn. Ô có thằng này, có thằng này, trời ơi vãi trưởng luôn đấy. Tôi là cậu bừa đây mà thích quá là lại chúng này. Thế thì cho ông lên bảng địch số luôn nhá. Trời ơi, nào đội bạn bây giờ có 3 thằng nữa thôi đúng không. Nào ra đây, ui vãi cả trưởng luôn. Đội bạn bắn căng thế, một phát là hạ gục 2 thiên điên đội tôi rồi. À mày ra đây em ơi, mày ra đây. Trời ơi, mày định chơi à đấy em ơi, mày định chơi à đấy em ơi. Trời ơi, chơi tôi á, xin lỗi bạn đi. Nào ok, bây giờ tôi cuốn máu cho này đã nhá. À lại một thằng nữa, lại một thằng nữa giảm đồ này. Chửa chứ em ơi, là sao chửa nhá. Lần sau là thấy đội bạn có đúng một thằng là cũng phải để ý ấy. Đừng có mà chạy ra nước đồ hiểu không, đừng có mà thấy đồ ngon mà chạy ra chơi hiểu không. Nào từ từ, bây giờ có một thằng đi cuối này. Bây giờ chúng ta đang bình tĩnh để có thể là nghe tiến chân thằng đi cuối này, không biết thằng này đang trốn chỗ nào rồi. Đâu rồi. À mẹ cho mày biết vị trí của anh mày rồi à, còn lợn này tí nữa thì chết anh mợ. Còn đúng 10 HP vãi cả đái luôn, sợ vãi đái luôn đấy. Ok nhá, mày qua em ạ, tí nữa là cái team của mình ấy là toàn rồi. Ok, vậy là bên chúng ta đã đến với cả cái ván đấu quyết định trong cái trận đấu tử chiến này rồi em ạ. Thì bây giờ là chúng ta sẽ mua những cái trang bị gọi là tối tân nhất trong ván đấu này luôn nhá. Đấy em ơi, ra đây nào, tôi mua một thừa một đống nấm này cho anh em ăn này. Ra đây anh em thấy tôi tốt không. Đấy, luôn luôn là người nghĩ cho đồng đội anh em hiểu không, đấy mới gọi là tinh thần teamwork. Nhưng mà mỗi tội là không đi chung với đồng đội thôi, chứ còn lại là có cái đồ gì là vẫn đáp cho đồng đội hết mà. Từ từ nào. Ok, mình nghĩ là bây giờ mình sẽ chạy ra cái khu vực ở phía bên trái này. Các bạn là phía bên phải thì mình thấy là khả năng cao chúng ta sẽ có cái xu hướng chạy ra công nhiều hơn ấy. Đấy, nên là mình sẽ chọn cho mình cái lối đi riêng. Biết đâu là tí nữa mình bóc lốc chúng nó thì gọi là đỡ phải tốn công tốn sức đúng không mọi người. Đấy, hợp lý luôn. Ui nó vắng thế nhỉ. Tôi đang chờ đợi một thanh niên nó xuất đầu lộ diện ở quanh khu này ra mà không thấy thằng nào. Đây rồi, đội mình chưa gì đã có một thanh niên nốc rồi. Úi dồi ôi, càng thế, đội bạn bắn càng thế. À, càng nha bạn nha. Đây từ từ, tôi vừa nghe tiếng súng ở trên cái căn nhà lời này. Tôi đang nghi là có một thằng đang núp ở trên này em ạ. Không biết là phán đoán tôi có chuẩn hay không nữa. Không có ạ. À, tao thấy rồi, tao biết ngay mà, tao biết ngay mà em ơi. Rồi ôi, mày chạy đâu. Tiếp tục lăn lê bỏ trưởng đi bạn ơi. Gọi đồng đội của bạn ra đi. Bởi vì đây là cái thời khắc mà bạn phải gọi là xanh cỏ mất tiêu rồi, bạn hiểu không? Đúng rồi, bỏ đi. Không có vãi trưởng luôn, đây. Để tôi đứng dậy thôi, ông chui háng qua thôi nhá. Chơi kiểu này không? À, đó, mẹ này mày. Mày định cứu đồng đội mày à? Ai cho mày cứu đồng đội mày à? Và ok các bạn ạ, bây giờ chúng ta đang ở trong cái tình thế đấy là solo 1v3. Không biết là liệu rằng là mình có thể là chiến thắng trong cái ván đấu hay không. Rất là căng thẳng luôn mọi người ạ. Đấy, thì phía dưới bắt đầu đổ súng rồi. Đã quyết định là phá quả ống keo mình rồi. Nhưng mà rất tiếc, trong ván đấu này mình có tận 5 quả ống keo. À mày đây rồi, mày đây nữa, mày ra đây. Úi dồi ôi, tao dựng một keo luôn này. Mày định làm gì tao hả? Câu sẵn quả lựu đạn này, mẹ thằng này nó dùng thôn sơn chúng tôi này. Thôn sơn này, ai chết cha rồi. Sao mày ngu thế hả? Tự bóp trái mình rồi, vãi cả đái luôn. Thôi xong rồi, vỡ bồn cho xô rồi em ơi. Thế đéo nào, quả nó câu lựu đạn thế mà không dính thằng kia thì cày thế này. Ui rồi, ông kia nhảy thoạt chân phát ra kìa. Ô lại thằng nữa kìa, vãi cả đái. Ê, các bạn hãy bình tĩnh nhá, để mình cuốn máu. À, vãi cả đái luôn. À không sao, chúng ta vẫn còn cái ống tiêm chích đây này. Đấy, vẫn có thể là lật kèo được em ạ, càng phết đấy. Nào từ từ. Ui, mày làm gì đấy? Mày làm gì em ơi? Ok, nó có thiên nhiên luôn rồi nhá, đội bạn còn 2 thiên nhiên nữa. Nào, chúng mày ra đây. À, chúng ta đã thấy nó có thiên nhiên nữa rồi. Nào, mày vác cái đầu mày ra đây. Ui dồi, không trúng cái đầu nữa. Đẹp đấy, thôi xong rồi, vỡ mồm rồi. Cày thế biết đó chứ.
Ok, và nếu như các bạn thấy video mình hay thì các bạn đừng quên để lại cho mình một like và nhớ subscribe YouTube, và đừng quên bấm chuông để có thể đón xem những video mới nhất từ mình mọi người nhá.